Cao xanh ơi có hiểu nhân loại chúng con phải hứng chịu nỗi đớn đau này. Đại dịch hô hấp cấp corona con chỉ giáng sinh đại dịch sẽ đi qua và cầu mong nhân loại mãi yên bình vì bao công sức nhân loại đã tạo nên. Con luôn tâm niệm nguyện cầu dịch này sớm được qua mau. Hỡi tất cả nhân loại, chúng ta hãy đồng lòng chung tay mà cùng nhau chống dịch. Thì cơn ác mộng corona không còn lây nhiễm và sẽ cho ta cuộc sống yên lành. Và con cũng cầu xin đến tất cả ban ngành, tất cả những ai còn trên thế giới, đừng vì lợi ích cho riêng mình mà làm khổ chung sức cùng nhau. Tâm điểm của chúng ta là cùng nhau chống dịch, cập nhật tình hình, nắm bắt thông tin, rửa tay khử trùng và khẩu trang phải có. Ông trời ơi, ông hãy xót thương nhân loại, con cầu mong ông giúp cho toàn cầu không còn tăng thêm những ca nhiễm dịch. Những ngày qua tràn lan khắp nước chế tạo loại vaccine mà sao sớm tìm được người ơi. Đại dịch corona làm bao nhiêu điều mất mát kinh tế, giao thông và xã hội, nhà trường. Thế nên chúng ta không thể xem thường. Các cửa khẩu và ngành hàng không cũng đều chậm lại, nhưng môi trường giờ đã vắng bóng thầy cô. Và cũng thương cho những người lập nghiệp ở phương xa, muốn về thăm quê những ngày về còn xa quá. Vậy nên chúng ta cùng nhau nhất quyết bảo vệ nhân loại và chống dịch cô. Dịch corona đã phát ra từ Vũ Hán, không ngăn chặn kịp thời nên đã tiến đi xa. Rồi mỗi ngày xa lại càng xa,
con chỉ cầu mong đừng lang xa thêm nữa, vì tất cả chúng sanh đang cùng chung tay chống lại. Mong Phật Tổ thương tình thì xin Phật Tổ hãy hiện linh, chỉ cho chúng con tìm ra sự sống là loại vaccine cứu lấy nhân loại. Tất cả những lời con thốt ra đây là do tâm nguyện thật lòng của người con nước Việt. Con cầu xin cho tất cả được an lành, thoát qua cảnh khổ ngại ngại hoang mang. Xanh ơi có hiểu nhân loại chúng con phải hứng chịu nỗi đớn đau này. Đại dịch hô hấp cấp corona con chỉ giáng sinh dịch sẽ đi qua, và cầu mong nhân loại mãi yên bình. Vì bao công sức nhân loại đã tạo nên, con luôn tâm niệm nguyện cầu dịch này sớm được qua mau. Hỡi tất cả nhân loại, chúng ta hãy đồng lòng chung tay mà cùng nhau chống dịch, thì cơn ác mộng corona không còn lây nhiễm và sẽ cho ta cuộc sống yên lành. Và con cũng cầu xin đến tất cả ban ngành, tất cả những ai còn trên thế giới, đừng vì lợi ích cho riêng mình mà làm khổ đồng chung sức cùng nhau. Tâm điểm của chúng ta là cùng nhau chống dịch. Cập nhật tình hình nắm bắt thông tin, rửa tay khử trùng và khẩu trang phải có. Cầu không còn tăng thêm những ca nhiễm dịch. Những ngày qua tràn lan khắp nước chế tạo loại vaccine, mà sao không thấy đâu ra. Con luôn nguyện cầu sớm tìm được người ơi. Đại dịch corona làm bao nhiêu điều mất xã hội, nhà trường, thế nên chúng ta không thể xem thường. Các cửa khẩu và ngành hàng không cũng đều chậm lại, nhưng môi trường giờ đã vắng bóng thầy cô, và cũng thương cho
những người lập nghiệp ở phương xa, muốn về thăm quê những ngày về còn xa quá. Vậy nên chúng ta cùng nhau nhất quyết bảo vệ nhân loại và chống dịch Corona. Tâm dịch Corona đã phát ra từ Vũ Hán, không ngăn chặn kịp thời nên đã tiến đi xa. Rồi mỗi ngày xa lại càng xa, con chỉ cầu mong đừng lan xa thêm nữa. Vì tất cả chúng sanh đang cùng chung tay chống lại, mong Phật Tổ thương tình thì xin Phật Tổ hãy hiện linh, chỉ cho chúng con tìm ra sự sống là loại vaccine cứu lấy nhân loại. Tất cả những lời con thốt ra đây là do tâm nguyện thật lòng của người con nước Việt. Con cầu xin cho tất cả được.